Chiều ngày 21 tháng 1, tức 30 Tết, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng cán bộ chiến sĩ các đơn vị nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023. Cùng đi với đoàn có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi thăm, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí quan trọng, Đông dân số đi kèm theo đó là quy mô các loại tội phạm cùng các khó khăn thách thức mà đơn vị phải đối mặt. Kết quả công an thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh triệt phá tội phạm trên các lĩnh vực, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm liên quan ma túy, liên quan việc chống phá của các tổ chức gián điệp nước ngoài là hết sức to lớn và đáng tự hào, góp phần tích cực vào nhiệm vụ chính trị của thành phố Hồ Chí Minh. Thường trực ban bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, năm 2023 là năm bản lề thực hiện nghị quyết số 13 của Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của đảng, năm thứ hai thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, chính quy hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết 31 của bộ chính trị về xây dựng phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Vì vậy, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị toàn bộ lực lượng công an nhân dân phải nỗ lực cố gắng, trong đó công an thành phố Hồ Chí Minh phải nỗ lực cố gắng hơn nữa. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm trong đêm giao thừa, lực lượng trực tiếp chiến đấu của công an thành phố Hồ Chí Minh trực chiến 100% quân số. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã quán triệt tinh thần trực chiến, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, triển khai các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ người dân vui xuân đón Tết an toàn. Đoàn cũng đã đến thăm, kiểm tra công tác túc trực và chúc Tết cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 2, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động. Nhân dịp năm mới và đón xuân Quý Mão, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động nói chung và tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 2 nói riêng. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng gửi lời thăm hỏi, tri ân sâu sắc, chúc sức khỏe đến các gia đình liệt sĩ, thương binh của lực lượng cảnh sát cơ động.